chào cả nhà của em nha chào các anh nha hiện tại bây giờ trên tay em là một mẫu quần jean mới dành cho anh nam rồi bây giờ em đến tới màu sắc cho các anh chị ha hiện tại bây giờ mẫu mã của em mới là có tận 6 màu luôn số cân nặng của nó là các anh chị từ 45 kg cho đến là 100 kg các anh đều mặc vừa những cái mẫu này luôn ha đây cho mình xem là đằng sau là có cái hai túi cho mình rất là dễ dàng đựng tiền bớt tiền hoặc là thẻ giữ xe chìa khóa chẳng hạn luôn rồi đằng trước đây cho em mới là có hai cái túi này khoét sâu nè đựng vừa chiếc điện thoại luôn ha rồi bên Bên cạnh nữa cho mọi người thêm những cái màu mới màu nào của bọn em nó cũng là best seller luôn dễ dàng phối đồ ha phối với sơ mi cũng phù hợp nè phối với cả áo thun cũng phù hợp nè mặc đi làm đi học đi chơi đi đâu đó cũng được ha rồi mấy bạn mà từ cấp 3 các anh chị từ họ nhân viên văn phòng hoặc là các anh chị anh chú lớn tuổi luôn mình vẫn có thể mặc được những chiếc mẫu này luôn ha rồi đây cho mình xem luôn nè form á thì nó sẽ dạng là ống rộng mặc thoải mái không có bị vướng gì hết và ống rộng dài luôn cho mình ha rồi các anh chị quan tâm nhớ để lại một chấm ở trong comment mẫu nào nào cũng có hai chiếc túi đằng sau và có cho mình á hai cái phần túi đằng trước luôn. Và kèm theo đó là những cái đai nịt các anh chị nào mà mình mua có hơi rộng một tí xíu thì mình vẫn có thể là đeo cái thắt lưng nịt lại cho em luôn ha. Rồi phối đồ thì rất là dễ dàng rồi. Khi mà các anh chị mặc những con này đó, mình phối với là áo sơ mi, đó phối với là áo sơ mi hoặc áo thun nhìn cũng rất là đa dạng luôn. Và cho các anh chị, cho các anh luôn á là hả? Mình sẽ mặc được cho em đa dạng phong cách và mọi lứa tuổi luôn. Còn các chị nữ nào mà lướt chúng clip của em á, mình có thể tham khảo mua tặng cho người yêu nè, mua tặng cho bố của mình cũng được luôn ha. Rồi đây cho mình luôn này những chiếc màu này, màu xanh đậm, xanh nhạt hoặc là màu đen. đen hoặc là xám cũng có luôn. Rồi về cái đường chỉ của em á là có dạng là thiết kế theo kiểu là phố chỉ vàng hoặc là phố chỉ trắng đều được luôn ha. Đều cho mình là bốn túi, bao gồm chiếc mẫu bên em là bốn túi luôn, có thêm cả đây nữa cho mình. Và bao kiểm tra đồng kiểm với cả shipper, anh chị nhận hàng về tay được kiểm tra hàng nè mà không ưng hàng á mình có thể là trả hàng lại luôn. Anh chị